Xin chào mọi người, hôm nay hãy cùng Phú Lê GC tìm hiểu việc lắp đặt hệ thống điện nước trong nhà như thế nào nhé. Sau khi xây xong, người ta thường lắp hệ thống điện nước trong nhà, mặc dù có vẻ như việc này có thể sai sót, nhưng thực tế cho thấy việc lắp đặt đúng ngay từ đầu là vô cùng quan trọng. Nếu không có hệ thống thoát nước hiệu quả, bạn sẽ gặp phải nhiều phiền toái. Vì vậy, việc lắp đặt nhiều hệ thống ống thoát nước trước khi đổ bê tông giúp tránh tình trạng phải đục sàn bê tông để làm chống thấm sau này. Đối với những ngôi nhà đang cải tạo hoàn toàn, việc lắp đặt hệ thống nước cần được thực hiện cẩn thận hơn để tránh tình trạng chồng chéo và đảm bảo hệ thống mạch lạc. Các ống nước nên được đặt trong những vị trí dễ bảo trì và hạn chế bị tác động từ bên ngoài, tránh vỡ ống. Hệ thống nước trong nhà cần phải tuân thủ một số tiêu chuẩn. Đường ống kính ống thoát nước phải trung bình trên 300mm, nhưng với những công trình có quy mô lớn hơn có thể lên đến 400mm. Đối với các hộ gia đình, đường kính dao động từ 150 đến 200mm tùy thuộc vào vị trí lắp đặt. Việc cách nhiệt và chống thấm nước cho khu vực như nhà vệ sinh, bồn cầu và bồn tiểu là rất quan trọng. Đồng thời hạn chế tối đa việc đi ống ngoài và nhiều góc khúc để đảm bảo hệ thống ổn định. Xin mời mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này nhé. Nếu cần tư vấn về xây dựng và thi công trọn gói, mọi người hãy liên lạc số điện thoại 033 598 3011. Phú Lê GC giải đáp mọi vấn đề.